nguyệt cháu sinh. Lâu quá không là chiều không có nói chuyện với Sơn à. Ờ, nó chạy hả? Nó chạy kia mà. Sạp quá đi sạp. Đi về anh ơi, ngủ anh quá trời. Về thăm anh đi Sơn. Sao mày không thăm anh gì hết trơn vậy? Em múc kì vậy? Đi cà phê coi mà không thể dù anh đi vậy. Trời ơi. Anh sáng lâu lâu anh em ở Biên Hòa về chơi một chút. Chứ giờ đó anh đâu có đã ngủ dậy đâu. Này về đây anh cho này nguyên cái hồ cá luôn nè, chứ cà coi đó là chưa bán được thận rồi lấy đầu mua. Tại đó điện thoại lên mới hơn chị mới thích. Toàn chẳng có điện thoại nào rẻ rẻ không đó anh mua cho chị Lan luôn. Chút vô tay bao hai cái lưng như như hai tiền vô ao ao. Đem lưng em xuống đây tạm tiểu long con đi rất nay định mỏng cắn dài bàn ơi. À, con này nó con này nó đánh ok mà, vừa đánh bóng vừa đi nét vừa vô mà, nói chung là con này làm được ba chế độ. Con này ngon. Mình đứt là lá lá. Là lá la. Đức ơi, xếp thứ bảy này không kịp xong cái hình của em rồi Đức ơi. Hình của em luôn, nhiều chi tiết quá. Anh em làm tiếp cái tay không. Ủa cái tay em làm chưa Đức? Thanh Nguyễn, con em đang dùng của Đức Nguyễn để à... Đúng rồi em ơi. Con Đức Nguyễn đời đời nâng bản nâng cấp em. Còn cái bản mà motor mai xanh thì nó đánh cũng ok nhưng mà anh không có xài được kim lớn. Nó không có ráp được cái máng. Thanh Nguyễn đó em mình Đức tài trợ. Mà Đức Thanh Nguyễn ta trợ cả điện thoại kia. Nó tài trợ thêm quá thận nữa thì được. Đứng lên cao lên em, gọn là bự mà. Đứng lên như giấy em.
mấy anh em coi livestream này chia sẻ với cho anh em càng đông càng vui mà. Chia sẻ thôi chứ đừng thả tim nha, thả tim lắc lắm. Chia sẻ thôi đừng thả tim nha anh em, thả tim lắc dữ lắm. Ờ à, đúng rồi. Hải Thanh Nguyệt, chính tạp nhiễm ba miệng thể. Nhiều khi do cạo gió mà, phải cạo cho nhanh chứ. Mình đứt thả tim cho em chúng. Thôi đừng thả tim lắc dữ lắm. Nó còn tiếng nhạc đó mà. Chia sẻ thôi. Nên mới được mình về đó. Anh em xem live stream chia sẻ live stream cho biết nha, tụt view quá. Ngay giáo mua đôi mới có dính chơi cũng 20 viên đàn chị ơi. 22 viên. Lúc sau vô thêm 2 viên lớn nữa mà quên chụp. 22 viên lận Sơn ơi. Thử gì? Thứ gì chứ không phải thứ dữ đâu em, thứ hai thứ ba thứ bảy thứ nhật chứ không phải thứ dữ đâu. Con mày nay sai kim đạn để cục không cũng. Con này sai kim đạn ok luôn nha Long. Mua về chạy mua về nhanh nhanh đi, hình như là hết bản này rồi đó. Mình đứt luộc mai đi sống ma mai trong bắt tay lâu lên bự. Vậy hả? Cái mày quay tay nhiều quá vậy. Đó là luôn luôn rất trung cao mà. Dạ mỏng quá. Chứ lại bữa đó quýnh bằng tay em chết ta. Anh em xem livestream này chia sẻ livestream mình chung đi. Sao mà để tuột dữ vậy? Chưa xong Đức ơi. Tôi nguyện ổng bê tham gia buồn ngủ liền. Đã sắp.
đi em chỉ đọc những chữ tạt. Ai à? Tớ. Thì em ghi như vậy, chỉ đọc như vậy. Mình được về em cũng bút lịch em thứ bảy tuần sau nha. Mai em xin tăng ca kiểm thêm anh ơi. Ừ, ok em. Xin nhìn bác phải ghi mình đi buồn ngủ về chị Lan. Chị đang buồn ngủ đây. Thì em chỉ buồn ngủ thế vậy. Con Nguyễn Thị Rồng. Ai ai vậy? Dũng Black hình như là Dũng. Anh Dũng, anh Dũng. Ừ, Dũng, Dũng. Con Nguyễn Thị Rồng. Mình tức tán tiếng nói của Mâu Hành Gia. Đùi Nùi Dình Ma. Tán tiếng nói của Mâu Hành Gia Nùi Dình Ma. Alo. Là anh nói là có Hành Gia của. Alo. Hả? Ừ, rồi. Hả? Anh Dũng coi em làm có gì thiếu sót thì chỉ em với nha anh Dũng. Em còn phải học hỏi anh nhiều mà. Gì tính tính nói gì em xây dựng cũng được tính thôi. Hồi ở mô rứa. Ở mô rứa là ở mô. Ở Việt Nam. Siêu nhân giáo hay cuồng phóng anh Sơn. Rồi à. Sơn lại cu thêm được thằng nữa rồi. Ừ, cu thêm thằng nữa nói chuyện rồi. Hay thiệt chứ. Nhìn Black mày cuồng. Đích Hà Túng mình mang quá. Dạ mấy cu bi anh ơi. Máy này xài biết chừng nào mới hư được. Trướng túng tính tìm ở đâu ạ? Khổ. Tìm ở Thủ Đức. Lê Tịnh Quảng Bình chào các chị ơi. Chào Lê Tịnh. Quảng Bình chào các chị ơi. Sao biết Quảng Bình hay vậy? Tên huyền ở thôn Tinh Lạ Xà Tinh Cái Huyền Võ mấy chuyện đôi núi. Thằng đó khổ. Mấy anh em coi livestream mà ấy thì chia sẻ giùm mà em thích nha. Thì con Nguyễn Lũ Dơ có thể nó xuất hiện nè. Ờ, nó đi theo tiếng gọi của con chim mà. Bữa nay mới thấy. Mình đứt em Sơn. Giờ quẹt ngẹt luôn. Giờ quẹt ngẹt luôn. Tụi nét nói chuyện thì mình đọc ngõ
ngồi đâu nào á. Tụi nó nói chuyện theo từ ngữ tin coder mà em tin code mà em dùng bê lắp tiếng dịp nói chuyện dễ thương quá, nói cả uống nhiều bến được. Trường trung tỉnh ở Quảng Bình mà nói giọng Huế không hiểu a à, chị lấy ý là hôm nay anh hỏi là ở mô rửa thì em không biết lên hỏi ai, em không biết lên hỏi tiệm hay là hỏi anh trúng ở mô hay là hỏi là ai, nhưng mà hỏi là ở mô rửa lắng hiểu à, anh không hiểu chứ không phải là chứ mà biết mà em biết là anh đang hỏi là ở mô rửa mà em biết lên hỏi ai. Cá trúng lưng anh sơn hình đẹp quá anh ơi, ủa sao biết lưng anh sơn ngày mai em chia sẻ Lê Tịnh vợ anh ở Lê Thủy Quảng Bình phải không anh trúng? Đúng rồi, anh Lê Tịnh ơi. Giờ về mà ông không trả lương anh ơi, Sơn Nguyễn. Trả lương cho em á, chưa đụng như là máy rồi trả lương. Bên em coi là cho em chia sẻ hình chung nha, tụt view quá. Minh Đức, tin cổ ải. Tin có. Tin quét. Tên có giá. Nó tiếng Anh cỡ đó nè. Anh chỉ đọc tại chi được chỉ đọc tiếng Anh đó em chỉ tiếng Anh nè. Thì em dịch ra tiếng Việt á, nhưng người Việt cũng phải đọc tiếng Việt chứ. Đề nghị học tiếng Anh đi nha. Mình người Việt mới học tiếng Anh làm gì vậy? Chị Lan đọc không được kìa. Thì nó đã cười vào mặt em đấy nè. Bà xã em anh Dũng ơi. Trên dịch chưa 18 mà. Chị chưa 18 thì em mới tâm 13, 14 thôi em ạ. À. Em còn có nịp. Có nịp lính nữa thôi. Đó chứ à. Một cô một đứa cha cha cào giỏ như vậy á. Báo thịt giỏ lắm. Không, hình của tôi không có chà dữ gì đâu. Để đi đỡ. Hình tôi đâu có bản lớn. Hình tôi bản nhỏ không mà. Tôi chạy thế. Mà em biết nhiều cái anh Trung chữ viết dễ không? Cái gì mà anh không biết đâu, nói nghe thử thì sao? Mình đứt đôi đông với cô gái đẹp quá. Anh ơi, em ước. Mày có hình khác rồi. Dùng mình lắp bảo 113 góc trung trình chưa? Chữa chấp em gái chưa 18, chưa đủ 18 không được được vào phòng chăm theo nghị quyết của bộ chính phủ bắt trước. Cái này là qua chơi mà anh, chứ đâu phải qua xăm đâu. Tân Nguyễn mà không xin anh biết dữ hơn em nữa. Thank you.
lóc cũng như này, nó một đâu đâu người cổ gại vậy. Vậy vậy mày cái đầu ban với cô gái. Tên Nguyễn em chưa 18 mà em cũng dùng xăm biết người. Ai dụ được mày? Mày quỷ ai dụ được mày? Mai đi đưa đơn tố cáo. Ai vậy? Thằng sớm với ai? Chỉ còn nói chúng con ai vậy đấy. Đi đang giọng em sớm ha. Sơn hả? Sơn đi chai với đi đen gì? Thì là cái người trên Facebook là đi đen á. Nói giọng anh Sơn ha. À giống anh Sơn hả? Anh Sơn hả? Sơn với ai với hồn đó? Sơn Nguyễn đâu bán kỹ đâu cô gái bấm bấm mắt. Đâu bán lấy gì vậy? Là đầu cu. Trời. Đâu bán kỹ đầu cô gái bấm mắt. Mình đứt bốc ngã luôn. Ồ. Mày đứa vô đây là chuyện đừng có vắng nhìn thử nó ra nha. Em không nhìn được tiền đến tuổi tiền nữa. Tối hả? Ừ, lấy ra nó tặng cho nhìn ra những cái thứ này. Chúng tôi mình sáng rồi rồi. Sơn Nguyễn anh cũng lây thiệt. Từ nó nói chị cô gái mắt mà giờ nó kêu xuống ly luôn. Trời ơi mình đứt. Sơn Nguyễn mà được đổi anh trúng. Sao bữa nay đứng lệnh nó nổi lên xong rồi nó tắt hết trơn à? Cứ để cho người ta coi đó. Nhưng bậm lấy thì nó lý nhưng không chứ là nó tắt. Sau khi nó hiện đi. Chia sẻ đi ba con ơi. Chia sẻ đi anh em ơi. Mình đứt nhường đâu bán chị đâu cô gái bông mắt chó sớm đỏ. Một chia sẻ được 10 cá xuống tiền cũng tên tắt tô lần lương. Sớm đem lương về bọn chị trả, ok. Tôi bị
biết chỗ nào bán dưới đánh con nó cúc dưới đánh con nó để mua đi làm cái này không biết giờ chúng còn bán mang như này đâu dưới này đâu. Tại vì nó nằm ở trong mà đâu nằm ở ngoài đâu. Nó nằm phía ngoài rồi. Chị ngoài tại chỗ mau đừng có lấy màu đỏ rồi thì. Xin nghiệp thôi em không giảm anh ơi, em chúng sẽ chị đặc biệt tặng anh ma. Sao muốn không? Bộ này anh chúng sẽ chị cho hình cặp. Đầu anh ký đầu cô gái đứt nó sờ nó chạy đứt luôn sinh nguyện thôi đi thôi đi thì thôi em đừng có nhắc tới nữa ai kêu em cứ nhắc hoài chắc là em cũng muốn đi. Sơn Nguyễn đâu bán quyển cũng nguy hiểm lắm. Rõ là sơn mất liền. Chuyển quá cơ tưởng luôn, hả hả? Mày nói chuyện với anh Sơn này là ngồi nó bị điên luôn á. Đừng thả cho Phạm đã biết rồi, giờ nói chuyện quá hình thức. Tội lỗi thiệt. Hãy uống thả cho con người ta đi bây giờ, Sơn ơi. Con chuột của con Thảo thấy từ nọ chuyến xăm gì mà còn đi chơi gại lẹ không à, đi chơi rủ may đi may chuyện nó không biết à. Sư phụ đi mà không cho đệ tử đi chúng gì hết. Muốn đi chơi với ổng là mày phải vô gì đó mới đi được. Mày phải về đấy một chuyến. Nè. Ừ. Chứ con cứ khớ để sao đi được. Mình đứt hai nhìn tháp thú tại nuôi lầu hại thập cầm ba thung tiger đi sớm. Bao tê luôn. Nó chuyển qua lầu luôn thôi.
con dạy cái con bạn ghéo tí tán cho ông chín sớm. Nếu con nó lặng trai mà chứ đâu phải gái thiệt đâu, nó giả nhỉ. Cũng giống như nửa nên nó tưởng con gái rồi, nó con trai mà không gái đâu. Sến em được nợ người ngỡ được sến. Chỉ con 18 thôi. Xăm cải đỡ mấy công anh Trung vừa xăm vừa thêm anh Đức ơi. Chị Lan đập luôn cả điện thoại Lan thử coi live stream luôn đó. Sơn mình Sơn Nguyễn Ba đang tính mua XS Max mà em có khi đập thiệt. Đập điện thoại chị cho dài chứ đập điện thoại em cũng hết. Điện thoại anh cũng một cái là lấy bụi xuống cho đã xong ông lù lóng trước đi xin liền đã xong ông lù lóng trước. Là cái đứa này nó tè nó nói gì mình chả hiểu gì hết, chơi game mà mình già quá rồi, 90 tuổi rồi. Già quá rồi không biết cái gì hết. Có lý xin người kia là chơi lính điện thoại ha. Mình đứt là dơ quá lên miếng luôn. Chuyện không đúng hưởng mà tổng nào nó bắt được mà nói vong vong sự tử Nhật Bản.
anh em. À, mình định là chỉ mình chỉ định một chiêu chứ phải anh em. Đánh gì? Định chứ định chính mất. Tôi nhìn anh chưa nghe dính anh trúng trên cú cú đan sắm bên dưới nga cú đan anh đang đi làm anh trúng trên tấm đỏ tớ giờ nói mình là tô cú đan luôn à. Kêu gọi anh nhìn lên nhìn nó có coi chứ rồi nó đi rồi con nửa tội nghiệp mình đức cái sao tôi nó nói gì hô cảm nhiễm hiểu luôn đó về tới nhà rồi hả em? Cái đèn đâu? Nó đang nấp mưa rồi. Mời tới phụ dạ qua chi. Đây là con cá hả? Về tới nhà luôn. Cơm cho nó chuyện quá như có nghiệp lắm luôn. Nó mò được cái này. Nhìn chưa đi học mà sợ nó rồi. Nhưng mà đi học mà này dư em nghe tiếng nó luôn.
quải nới. Nó mà nói chuyện với nó đó. Ai bò rớ hết thôi. Bà chạy con bò chẹt lúa. Chia sẻ đi Sơn. Dẫn con nói là chuyện đó. Tuy là chuyện lùi lùi nhỏ thiệt. Đi lâu chứ sớm. Thôi em mau nha, giờ em kinh bị cho tay sự không ổn để có cục điện từ ổn cho nó nổi. Nó không hiểu gì phải không? Ừ. Lại mau đi. Bịt tường luôn luôn. Bịt tường luôn luôn. Đưa dư con ai lại chuyện nữa chơi. Ai chị dám lên tấm sư đi chị lá. Ai à? Thằng Sơn chứ con ai. Mà sao nó đi rồi? Đức nó kêu nó đi. Cả sớm nó mới đợi rơi dơ biển nên nó chuyên về ái á. Không còn ai nói chuyên ở đó. Là chuyện hai người phụ nữ với nhau biết. Ừ em nói được biết. Mà thôi bỏ qua đi. Hỏi gì thông chuyện gì tự hỏi đi chị trả lời cho em tâm sự với anh Trung. Sắm đi nha được những cô gái à. Giờ nhắc em cũng em mới nhớ. Thật ra là không nhớ. Nó rảnh luôn ấy. Mà nhớ bây á lắp cá. Sao vậy? Sao nhớ? Chó mới để chưa kịp đăng nữa rồi nhớ rồi. Nói đi mày. Mà giờ nhắc anh Trung em mới nhớ. Nói thật ra là không nhớ anh Trung. Mà nhớ bây á lắp cá. Xuống bánh là như vậy đó. Chó anh để kìa Sơn. Mua mấy con biết này à, mua mấy con để trưa này. Bữa nào cho em một con về luôn anh ơi. Đậu má em con tiền về đây đi. Con tiền về ứng mấy con chị cho hết á. Ừ. Em mua mà 10 triệu một con không à. Trời 10 triệu rẻ rồi. Về đây chị bán 9 triệu rồi. Họ 50 á. Mười triệu là có chừng chó không phân á. Xuống không được. Con cũng chưa đi ăn kim cương. Mười triệu là có chừng chó không phân á. Chó phân trúng là mấy tầm là giá 14-15 á.
em con rà rà đi. Mày mua cho được cái chỗ cái. Nào có gì nhắn tin đi. Hiện tại bị mất bánh chỏ con kế tụi đó. Cái gì? Chữ cãi đi mất con chỏ con chứ tôi nó. Vậy là nó còn muốn cho bò mà nó cho đứt rồi. Cho nó mua cho cá. À nó mua cho đứt. Nó mua cho đứt, vậy sao mua cho cãi với cho cò phóc. Phan Nguyễn Bình anh ơi. Cảm ơn Hoàng nha. Anh em coi live stream chia sẻ thì Dung ơi tụt view như vậy. Cái này mới lót khói là đợt sau mới vô màu nha anh em. Tâm mình đi không ai chơi mô. Hoàng Nguyễn. Này giống như cùng quê với em này vậy á. Tâm Nguyễn, ờ mai khói. Hình như Hoàng Nguyễn là cũng Quảng Bình thì phải. Điện hài đi 925 hả bà? Gì sao? Gán đi xong cái mặt nghỉ luôn. Gần xong rồi. Xong rồi muốn dâu phải mua chỏ cải cái kia nó đè bạn rồi gốc. Thường thường chỗ cái giờ ít người bán. Quen biết ai bán dễ vậy. Con người đã mở 3 đô đánh chị A, còn là Quảng Bình đó. Nhưng mà là ở của Quảng Bình. Gần Đồng Hới hả? Gần Đồng Hới á. Ừ, Đồng Hới. Sau bên chủ mình đi đồng nữa. Ở dưới làm được không anh? Hoàng này làm hình cũng đẹp lắm nè. Thấy xăm hình xăm đẹp ghê. Trong bầy này có được nè. Để anh lựa con đẹp ơi, anh lấy cho anh. Con Nguyễn Lam Định, bình thường em mà dạo này đóng về nhảy nhanh chạy chiến đấu được rồi. Con Nguyễn trà trà thôi mà tặng em chi hai chục này. Tặng cho cái con biết đi. Nguyện cọc tiền rồi mà tụi đi đâu vậy? Chắc lạnh quá nhát đi xong gì? Mà lên trong máy xong cũng ngồi. Lạnh quá sao xong? Lạnh quá cúm á. Quẹo. Mà tự nhiên ngoài đó lên sớm thiệt, không nhìn cái thằng gì. Nó ngại chuyện lên thiệt. Thì em ra mà sự lên xuống chiếu. Không chưa, không cu á. Kính thương mày hả? Về quay lên làm đó chứ. Hồi cầm gì em cũng ngồi quên cũng về tiệc này. Bình thường em. Bình thường mà. Thôi em cũng chưa về em cũng nói đi nè.
thịt cá rồi con thấy cái nhịp lừa ra đó nó thương quá con lại nhịp cấp ra đi đái con sạp đến hồi rai nó thấy bình thường để có về quảng bình không chị lan quá tệ chị mới về chơi thôi có mấy cái thích gì đâu mà đâu xạo thiệt chứ đâu nó đâu phải người miền Trung đâu mà nó kêu về quê chơi hội giùm đâm la kìa chắc là nó nói với chú nhỏ à vậy hả về quê em ở đâu lận Sơn Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Bắc Giang, em nữ. Vậy mà nó nói miền Trung như đúng rồi vậy đó. Ủa? Hà Nội là chủ hạ mà Bắc Giang là chủ hạ chứ em. Hà Nội thì mình muốn đi lại thôi. Vì Hà Nội đi Trần Duyên, chỗ thôi đi lại chỗ Bạc Trắng. Trần Duyên và Hà Nội là cái đại duyên đó, chỗ nó hay nhập tội vậy đó. Chuyện như là cái đường đó là toàn là gái điếm không á ngành thì gọi là ngành à cái ngành đó được mai lắm hello bạn tính được mai lắm chào lắm này. chào bạn xin nguyện quá để em con đi đưa tới đi chào được đưa tới là đâu luôn á con tiên thì đi quất lắm năm mình thôi ra cầu vượt sóng thần nè cầu vượt Linh Xuân quận Thủ Đức nè thôi cầu thì ngày không có BD cầu Linh Xuân không có BD cũng không là cầu BD thì sóng thần chạy dài lên đó báo kế luôn vừa đi gặp em lại hỏi bạn Thính mày hỏi em đó bạn Thính không tức tìm nhiều idol làm đẹp quá trời ơi kẹo thứ nữa ông ơi chỉnh nó làm được cái đó hả? Đúng mà. Ủa, chỉnh nó mà mình phải nấu à?
nó đặc sản của nó muốn ăn ngon mà phải nấu chứ nó chín ăn ăn chín không có gan gì hết. Ông Trần Hiệu ông ghẹ người ta hoài, thấy ôm con à, ôm con nhỏ rồi gâu ghia sầm xoàng à. Cái gì em vừa đi gặp em lại hỏi em đi nhớ xin lắm nhá, mong bự hồi dạ nếu em vắng ra 250k em báo phòng thôi lượn luôn lọt lên à quên tên Hiệu lọt lên vô màu ai. Đúng rồi Hiệu ơi, em đang lúc nào để đặt sao vô màu. Đừng thả tim anh em ơi, thả tim lắc dữ lắm. Tin Hiệu thả tim. Chia sẻ được rồi Hiệu ơi, đừng thả tim lắc lắm. Đùa đẹp mà không tính buồn lắm ấy. Hiệu đợt này về là ý tưởng tốt quá, ý tưởng rồi bố cục tốt quá. Con nhiều dạ chứ con không còn con nào thù đức lọt men đến đâu rồi bố màu hải. Đúng rồi bạn ơi, đêm long ngủ hết da ra làm gì nổi vậy long, anh có làm gì đâu mà nổi. Nhưng mà cào gió cái bệnh gió thôi, nhưng mà cào gió thôi mà. Cao lên cho thấy nó tốt bụng. Trần Hiệu suốt ngày khen thế chứ. Hiệu đợt này làm mấy hình photo đẹp quá Hiệu ơi. Trần Hiệu cục quần xem cá hình gì anh. Ở dưới đây chưa hết. Đưa ra cho lại nó dập to, dập to lại nó cho chị. Dưới đây là hết rồi nè. Để dành coi khách có in không thì làm tiếp xuống với những chân phải. Lê Minh Long thi cao giỏi như vậy bệnh gì mà không hiểu về anh thị cao giỏi như vậy. Đồng chí nhanh đi rồi Sơn ạ à. Tình Hiệu mấy bộ quốc lượng vây nhìn đại em nhỉ. Ừ anh cũng có tầm lớn không ạ à? Hình như ở trên á hình như em cũng là mình lớn lớn không ha, chứ đâu có thấy là mình nhỏ đâu. Chụp nhanh bôi chị cho này chị. Đa phần là anh làm bố cục lớn xong rồi đặt mấy cái chi tiết nhỏ, nhỏ vô. Giống như bên đây là chi tiết nhỏ hết luôn, là nguyên cái áo của gây xa là chi tiết nhỏ hết. Đó có lớn có nhỏ gộp chung vô. Tình Hiệu khi con học anh đi. Trời nó quá nữa. Càng quá nở nở mũi rồi Hiệu ơi. Sơn Nguyễn xăm anh Trung là bịt bịt không à. Nguyễn bà Trung anh Trung đang dùng máy gì vậy.
con này là Direct của Bi Nguyễn nha em. Con dùng loại kiên chỉ không thân sao? Kiên sao? Nhỏ nhỏ làm gì? Tâm cho sơ cũng vậy, bích cốc chuối rồi kêu lên làm tụ luôn. Kêu làm full trên nhà trốn luôn. Giang hồ kỳ quá. Cái hồ mẹ. Tin nhiều đến bạn của anh Nam đang bị hát ai. Đúng rồi. Tay của anh Nam đang bị chút xíu sự cố anh. Các bên đối thủ supply cạnh tranh không lại cho nên là dễ ý đồ xấu. Mình cạnh tranh công bằng là bị chi ông chủ em đâu cọc cọc bừa cho em coi ạ. Tâm ly với cậu vậy hai tới ông chú em tới nay luôn thấy luôn bạn gì của em đó kêu xuống sâm đâu không thấy luôn, xuống đo cũng không thấy luôn. Xin nhiều họng Việt Nam có tố có cái xanh mà gì chút ta khoai em à. Chụp chặt gì với em? Anh Nam tháng 11 mới tổ chức lần mà. Tháng 11 mà, ấy tháng 3 lận chứ không phải tháng 11. Sơn Nguyệt, đó là em Kim Ma, Kim Nao, Rành Thọng nổi xuống. Ồ, có kinh nghiệm dữ hả Sơn? Biết khi nào xong rồi luôn á. Nó đạt điện trại. Chất mực mới pha này ra là bao sắm luôn. Sắm tại nay rơi sữa bò thuộc đề về ngủ tội tới mai luôn hả? Đúng rồi. Hay vậy? Sớm. Bó thuốc ngủ tới mai luôn. Cái gì con ai vô đây nè. Hình này là chất mực này là pha ra là bao sắm luôn nè anh em. Em quay trên đây một chút nè. Mẹ nó lên sắm rồi nè. Mồi về nhậu ha bé. Mua mồi về nhậu. Sắm xong về anh kia như bà đẻ. Anh về
Rồi, tạm biệt mấy anh em nha. Bye bye.